Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến nào cũng biết bao gian khổ và trận chiến nào cũng có những hy sinh. Ở trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều thời gian qua đã ghi nhận nhiều nỗ lực của các cấp chính quyền, các lực lượng và người dân. Trong đó có những lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn đứng mũi chịu sào, ngày đêm trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh. Họ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư để bảo vệ lợi ích của cộng đồng, góp phần khống chế dịch tại địa phương, giữ vững địa bàn thị xã Đông Triều an toàn trở lại trạng thái bình thường mới. Vậy họ là ai? Họ chính là những người anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, có mặt để tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của những người lính áo trắng mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của thị xã Đông Triều luôn hàng ngày túc trực 24/24 giờ. Tết đến xuân về, ai cũng mong được quây quần đoàn tụ bên gia đình, được ăn những bữa cơm sum họp ấm áp với người thân. Nhưng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào những ngày giáp Tết, nhiều người đã phải gác lại niềm vui riêng, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch được sao, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thị xã. Những chiến sĩ áo trắng luôn trong tình trạng ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, họ hiếm khi có một bữa cơm trọn vẹn. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân công tác tại khoa kiểm soát dịch Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, nhận nhiệm vụ phó ban khu cách ly tập trung số 2 của thị xã. Chồng chị cũng công tác tại khoa kiểm soát dịch. Từ ngày 28 tháng 1 đến nay, cả hai vợ chồng bác sĩ Ngân đều phải xa con, xa gia đình, xa ngôi nhà nhỏ để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch tại địa phương. Đến giờ thì hai vợ chồng đi suốt. Bản thân tôi thì ở khu cách ly này rồi, còn chồng tôi thì cũng ở ăn ngủ tại cơ quan luôn. Nhà cửa thì chắc bây giờ mấy lớp bụi rồi. Mỗi lần nhớ con lại nhớ cái về cái hôm mà sinh nhật con gái tôi 2 tuổi. Chưa kịp tổ chức cho con nhưng mà đã phải bắt đầu là đi đến cơ sở cách ly để chuẩn bị đón tiếp những người thu dung đến. Chồng tôi cũng phải đi làm luôn trong buổi tối đêm ngày hôm đấy ấy. Hai vợ chồng cũng động viên nhau là mình làm một cái vai trò là một bác sĩ, nhất là bác sĩ kiểm soát dịch, cho nên là động viên hai vợ chồng tự động viên nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đẩy lùi dịch bệnh, chờ ngày nào hết dịch thì cùng về quê đón con. Thời gian qua, không chỉ riêng vợ chồng bác sĩ Ngân mà các đồng nghiệp của chị đều phải làm việc liên tục, cường độ cao gấp 3 lần so với những ngày thường. Đối với họ, những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, niềm vui lớn nhất là dịch bệnh được đẩy lùi để mọi người, mọi nhà được trở lại cuộc sống bình thường. Khi được giao nhiệm vụ thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch COVID tại cái khu vực cái khu cách ly số 4 ở Quảng Ninh Gate, bản thân tôi được cấp ủy chỉ huy đơn vị quán triệt, từ đó thì bản thân cũng tự xác định được cái nhiệm vụ của mình là cái nhiệm vụ phòng chống dịch COVID là cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái thời gian vừa qua. Chính vì vậy là bản thân là khi được nhận nhiệm vụ thì cũng xác định cỡ tư tưởng góp sức mình chung vào trong cái việc phòng chống dịch COVID. Nhiệm vụ của bản thân tôi khi được đảng ủy chỉ huy giao xuống đây là cùng kết hợp với đội ngũ y tế phụ trách ở đây là bám nắm quân số và con công dân là khi vào khu cách ly kịp thời báo cáo với ban chỉ đạo. Thứ hai là bảo đảm về cái công tác hậu cần nhu yếu phẩm giúp cho bà con là khi đã vào cách ly đây bảo đảm yên tâm. Bản thân tôi thì nhà thì ở tận ở Hưng Yên, khi cái dịch COVID này nó bùng phát thì bản thân tôi cách đây là tháng rưỡi nay là chưa về nhà, nhưng mà không vì thế mà bản thân tôi đã tư tưởng nó không ổn định. Nhà thì vợ con thì cũng cơ bản là cũng động viên, gia đình rất là động viên để làm sao mà bản thân tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần vào phòng chống cái dịch COVID ở thị xã và của tỉnh trong cái thời gian vừa qua. Cùng với các chiến sĩ áo trắng tại thị xã Đông Triều, lực lượng quân đội và công an luôn tiên phong đi đầu, trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19.
phát huy truyền thống chung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội công an đang ngày đêm dãi nắng dầm sương, tạo thành những lá chắn thép ở nơi tuyến đầu. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Anh em cán bộ chiến sĩ công an xã Bình Dương nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an thị xã Đông Triều nói chung, đến nay đã là một tháng anh em cán bộ chiến sĩ phải xa nhà. Nhiều anh em cán bộ chiến sĩ nhà gần không được về, chỉ động viên chúc mừng năm mới gia đình bằng qua điện thoại hoặc qua bằng gọi hình ảnh. Nhưng với một tinh thần chống dịch cao nhất, chống dịch là phải đặt lên hàng đầu bằng các biện pháp như đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng trường hợp, ra soát truy vết thần tốc để tham mưu cho ban chỉ đạo kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch cao nhất và khoanh vùng dập dịch, cách ly kịp thời những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Bản thân tôi và cán bộ chiến sĩ công an xã xác định cho mình, còn dịch là phải chiến đấu đến cùng, cho đến khi hết dịch, cũng như trong kháng chiến, khi nào còn giặc thì còn đánh, để đem lại cho nhân dân được sum họp bình yên và hạnh phúc. Và lúc đó, bản thân tôi và cán bộ chiến sĩ cũng sẽ được về nhà sum vầy, hạnh phúc bên gia đình. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng ý chí, lòng quyết tâm của các chiến sĩ chưa bao giờ giảm sút. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đều xác định rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng của những người lính. Họ chính là các lực lượng phóng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, phụ nữ, cựu chiến binh đang ngày đêm thầm lặng góp sức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Đông Triều. Giữa đại dịch, khó có thể nói hết những nhọc nhằn, lo toan, hy sinh thầm lặng của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ không mong được lên báo, cũng chẳng mong nhận được nhiều lời cảm ơn. Nhưng trong thâm tâm họ hiểu rằng, ở thời khắc này mình đang gánh vác trọng trách thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vì sự bình yên của quê hương Đông Triều. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn từ ngày 28 tháng 1, với sự quan tâm chi viện của tỉnh, thị xã Đông Triều đã nhanh chóng kịp thời kích hoạt kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất với các biện pháp quyết liệt trên tinh thần chống dịch như chống giặc. Để thị xã giữ vững địa bàn an toàn, trở lại trạng thái bình thường mới, thì toàn thể Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã cũng như các xã, phường, đội ngũ làm công tác phòng chống dịch bệnh và toàn thể cán bộ nhân dân thị xã đã rất tích cực, thần tốc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch. Đặc biệt là những đóng góp tận tâm tận lực của 676 cán bộ y tế của thị xã và hàng trăm nhân viên y tế của tỉnh tăng cường về. Trên 1.500 người trực chiến tại 8 chốt kiểm soát liên ngành và 162 chốt kiểm soát xã, phường. Trên 2.000 người tham gia làm nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện quản lý các trường hợp ra vào địa phương tại 809 tổ tự quản tại các thôn, khu phố và các tổ tiếp nhận, xác minh, rà soát, điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Hàng nghìn người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Những ngày tới đây, các cấp ủy và hệ thống chính trị trong toàn thị xã xác định quan điểm với tinh thần quyết liệt hơn, bài bản hơn, nhịp nhàng hơn, hiệu quả hơn. Tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Đông Triều tuyệt đối không lơ là chủ quan, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, giữ vững địa bàn an toàn. Trong các lực lượng tuyến đầu chống dịch ấy thì mỗi người một công việc và một nhiệm vụ khác nhau. Họ là những chiến sĩ thầm lặng trong mặt trận không tiếng súng và chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng rất nguy hiểm, đó là dịch bệnh. Tất cả đều cùng chung một quyết tâm, đó là chiến thắng dịch COVID-19 vì một Đông Triều an toàn và trở lại trạng thái bình thường mới.